Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi lại tiếp tục công việc và tôi chia sẻ cho quý vị và các bạn cũng như là anh em thợ sửa xe máy biết được cái cách căn chỉnh cái mực xăng trên cái chế hòa khí khi mà chiếc chế hòa khí nó bị chảy xăng, dư xăng hoặc là cái lượng xăng trong bình xăng con nó quá ít thì chạy tốc độ cao nó sẽ như thế nào. Đây, và hôm nay tôi tiến hành đo cái mực xăng trong cái chế hòa khí, và tôi có gắn một cái tiêu nó vòng lên như thế này để sau khi tôi xả xăng thì cái mực xăng nó nằm ở đâu là tối ưu nhất và nó sẽ không bao giờ chảy xăng ra ngoài cũng như là không bị dư xăng hoặc là thiếu xăng. Thì sau đây tôi sẽ xả cái xăng ra. Thưa quý vị, sau khi là tôi đã xả một cái lượng xăng ra thì khi mà chúng ta đo ở cái mép này ra với cái mặt phẳng thì nó nằm ở cái mức như thế này là cái lượng xăng trong bình xăng con rất là ok. Cái này là do cái vòi tôi cắm nó hơi lỏng, tiêu nó hơi lỏng cho nên là xăng nó vẫn còn rớt ra, nhưng mà với cái lượng xăng như thế này, đây, khi mà chúng ta đo cái mặt phẳng thì cái mực xăng nó nằm như thế này là ok, xăng sẽ không bị chảy ra ngoài. Và cái lượng xăng để mà trong bình xăng con là luôn luôn đủ để cái lượng xăng nó không bị tràn, không bị thiếu xăng. Và đây là sau khi mà tôi khóa cái bình xăng lại và tôi sẽ lấy cái tiêu ra đấy để bỏ đi thì sẽ không có cái tình trạng ngấm xăng ở đây là ok.
Đây, thưa quý vị, hiện tại là xăng tôi đã khóa lại cái bình xăng và xăng nó sẽ không bị cháy ra nữa. Đây, trông rất là khô. Đây, không hề bị cháy nhé. Và để cho cái quá trình là khi tôi nổ máy lên thì cái lượng xăng nó chảy xuống tiếp xem mà nó có bị tràn nữa. Tiếng máy thì rất là êm. Đây. Đấy, rất là khô. Đấy. Và tôi xin được tạm dừng video tại đây. Cũng như là xin mọi người xem mà thấy hữu ích thì vui lòng đăng ký kênh và ấn like cũng như subscribe kênh Sửa Xe Thanh Hóa. Và một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn cũng như là quý khách hàng, anh em thợ luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thương lộ bình an và luôn gặp nhiều may mắn.